Bói tình yêu theo cung hoàng đạo nữ Bạch Dương, Nam Bảo Bình, nữ Bạch Dương bất chấp nỗi sợ hãi vì sự dũng cảm đã ăn sâu vào máu của cô nàng Bạch Dương. Họ vô cùng can đảm, chẳng có bất cứ thế lực nào có thể đe dọa hay làm họ cảm thấy sợ sệt. Nhưng trong sâu thẳm họ tiềm ẩn sự dịu dàng, nhẹ nhàng sẽ dành cho những người họ thực sự yêu thương. Nhiều người cho rằng nữ Bạch Dương ít nữ tính. Điều đó không hẳn đúng, đằng sau vẻ ngoài tự tin và mạnh mẽ ấy, luôn ẩn giấu một sự nữ tính đích thực, có lẽ thậm chí còn nhiều hơn là một người đàn ông bình thường ao ước. Cung Bạch Dương nữ cả thèm chóng chán, họ luôn duy trì một sự tùy hứng trong hành động và đôi khi trở nên mất kiểm soát. Họ luôn có cách thể hiện mình trước đám đông và chiếm được thiện cảm của mọi người. Bởi bản tính cô nàng rất hiếu thắng và thích cảm giác kích thích, tình yêu không phải là lý tưởng sống của phụ nữ cung Bạch Dương vì trong mắt họ, thế giới này có nhiều điều cuốn hút, hấp dẫn xung quanh. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nữ Bạch Dương trở thành một bảo mẫu ở nhà nuôi con. Nam Bảo Bình, đàn ông Bảo Bình sống nồng nhiệt nhưng chỉ có tính thời điểm nên nếu đối phương sau một thời gian bộc lộ sự không tinh tế, nhanh nhạy, không đủ quyến rũ, không nhiều bất ngờ thì lòng họ sẽ đổi thay. Bảo Bình cực kỳ hòa đồng, anh luôn được vây quanh bởi rất nhiều bạn bè và người quen. Anh thực ra vẫn luôn tìm kiếm một người đồng hành mà cùng với người ấy, anh có thể lang thang trong không gian rộng lớn của suy nghĩ con người và nhìn xa thẳng vào tương lai. Bảo Bình ít khi hé lộ cảm xúc thật nên họ khá lạnh lùng, trầm lắng khiến đối phương không biết đâu mà lường. Đàn ông cung Bảo Bình luôn độc lập và mạnh mẽ, không bao giờ cho phép mình dựa dẫm vào ai đó, tự mình chinh phục những đỉnh cao mới. Họ thích che chở, bảo vệ người khác, nên khi ở bên cạnh cung Bảo Bình nam, các cô nàng sẽ luôn cảm thấy an toàn và ấm áp. Đàn ông cung Bảo Bình sống khá lý trí trong tình yêu, thường thích sự thông minh, tài hoa hơn là một chuyện tình lãng mạn đậm chất Hàn Quốc, vì vậy tốt hơn là hãy nắm bắt tâm trí của họ trước, rồi mới tấn công vào trái tim. Nữ Bạch Dương, Nam Bảo Bình, cung Bạch Dương nữ và cung Bảo Bình nam tạo ra một mối quan hệ gần như lý tưởng, cùng chia sẻ và xây dựng những giấc mơ, thậm chí nhiều ảo tưởng. Mặc dù hai cung hoàng đạo này có thể làm việc hướng tới mục tiêu khác nhau, nhưng họ đều sống có chiều sâu trong tình cảm, biết chia sẻ. Thế nên sự ghép đôi của họ bền chặt đến không ngờ và mối quan hệ này đều có ích cho cả hai. Với cô nàng phiêu lưu Bạch Dương, người luôn yêu thích tự bản thân thử những điều mới mẻ là điều mà đàn ông cung Bảo Bình mong muốn. Sự kết hợp Bảo Bình và Bạch Dương trong tình yêu ghi điểm cao về tính phiêu lưu và trí tuệ. Do cả hai đều có cá tính hoạt bát và vui vẻ, mối quan hệ của họ sẽ khó mà trở nên nhàm chán và luôn luôn duy trì sự thích thú với đối phương. Cả hai cung hoàng đạo này đều khoan dung và biết thông cảm. Bạch Dương dễ dàng thúc đẩy bản thân trở nên hào hứng bởi những ý tưởng của Bảo Bình. Họ thậm chí còn không ngần ngại để Bảo Bình dẫn mình đi theo ý thích. Ngược lại, tính thực tiễn của Bảo Bình có thể giúp Bạch Dương định hướng đường đi nước bước cho kế hoạch đã vạch ra. Chắc chắn, sự kết hợp này sẽ giúp họ hỗ trợ lẫn nhau rất đắc lực. Bảo Bình sống thiên về vật chất, họ luôn hướng đến cuộc sống thoải mái và dư dả, và đôi khi có thể không hiểu lối sống quá đơn giản của Bạch Dương. Mặc dù có khi Bảo Bình cảm thấy mệt mỏi khi sự mơ mộng của Bạch Dương đi quá đà, hay Bạch Dương thì bị làm phiền bởi sự thực tế quá đổi của Bảo Bình đi chăng nữa, thì họ vẫn tìm ra cách để thỏa hiệp và chia sẻ. Bảo Bình thu hút Bạch Dương một cách mạnh mẽ, cũng bởi do khí chất lạnh lùng. Nhưng bản chất cả hai vốn là người nồng nhiệt trong tình cảm. Họ là cặp đôi áp đảo tất cả các cặp đôi. Lời thẳng thắn không khiến họ bị xung khắc lẫn nhau, mà không những không cảm thấy bị xúc phạm, họ lại tìm thấy tri âm cùng một quan điểm sống. Cách sống của cả hai đều theo chiều hướng rất tích cực. Cho nên sự đồng điệu trong tâm hồn của cặp đôi là hoàn toàn đáng để được ngưỡng mộ. Cuộc sống tình dục của Bảo Bình và Bạch Dương phù hợp với việc giữ rất nhiều lời hứa. Ban đầu, nàng Bạch Dương đầy đam mê có thể cảm thấy sự xa cách của những người hệ khí như Bảo Bình rất khó chịu. Nó không phải bản chất tự nhiên của Bảo Bình để cháy với trái tim đam mê trắng như bọ cạp hay thưởng thức niềm vui gợi cảm như kim ngưu. Một Bảo Bình sẽ thích tìm kiếm nguồn cảm hứng cho cuộc sống tình yêu bằng sự trao đổi tư tưởng và những kịch bản khiêu gợi tưởng tượng. Nhưng một khi cô nhận ra bí mật để quyến rũ anh chàng Bảo Bình qua trí óc, cô sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời. Thực tế, với cô nàng phiêu lưu Bạch Dương, người luôn yêu thích tự bản thân thử những điều mới mẻ, một Bảo Bình là tất cả những gì bác sĩ yêu cầu. Không như xử nữ hay ma kết, cô có thể đẩy biên giới của sự gợi cảm ra xa cùng với người bạn đời Bảo Bình của mình, Với người mà mọi thứ đều có thể xảy ra, sự kết hợp Bảo Bình và Bạch Dương trong tình yêu ghi điểm cao về tính phiêu lưu và trí tuệ. Do cả hai đều có cá tính hoạt bát và vui vẻ, mối quan hệ của họ sẽ khó mà trở nên nhàm chán và luôn luôn duy trì sự thích thú với đối phương. Tình yêu của họ mang đủ mùi vị đắng cay, chua ngọt. Mối quan hệ giữa họ rất thoải mái và lúc nào cũng đầy tiếng cười. Tuy nhiên, càng về sau, Bảo Bình càng muốn tự do bay nhảy dù tình yêu của hai người vẫn rất ngọt ngào. Tình càng bền lâu, càng thấu hiểu lòng nhau, càng khó xa rời nhau.